Vâng, quý vị thân mến, trong xã hội hiện tại, cuộc sống đang trôi đi rất là vội vã. Rất nhiều những cái sự lo lắng trong cuộc sống đã khiến chúng ta đôi lúc cảm thấy mình mệt mỏi. Và nhiều khi chúng ta cần có một cái điểm dừng để mình thư giãn hơn, để mình có thể nhìn lại cái chặng đường của mình. Và trong những lúc thư giãn như thế thì có rất nhiều những cái sự lựa chọn. Có những người thì uống một ly trà, có những người thì đi đâu đó để thăm thú núi rừng rồi suối, hoặc là có những cái cách tiêu khiển khác nhau. Chúng tôi đang muốn ôn lại những cái kỷ niệm mà của những người có những cái sự tiêu khiển nó rất là khoa học. Và bên cạnh cái sự tiêu khiển của họ thì tôi nhìn thấy họ có những cái bài học gì đó cần được suy ngẫm và cần được xem xét và cần được hiểu sâu hơn. Việc mà người ta tận dụng những khoảng thời gian trống để người ta đem ra, người ta suy ngẫm trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng ôn lại lịch sử một chút để chúng ta sẽ nhìn thấy những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, người ta sẽ có những cái cách tiêu khiển như nào, quý vị nhé. Quý vị xem phim Tam Quốc thì đã nhớ về nhân vật Khổng Minh, đúng không ạ? Sau khi Lưu Bị chết thì Khổng Minh phò tá Lưu Thiện. Và trong một cái dịp mà Lưu Thiện còn đang rất trẻ, rất là nhỏ như vậy, thì quân Tào Ngụy lúc đó đã đưa 5 cánh quân tới để trấn áp, cũng như là ra sức để o ép Lưu Thiện. Thế thì toàn bộ bá quan trong triều cảm thấy rất là lo sợ, cảm thấy rất là hãi hùng trước cái việc đó. Cộng với lại là lúc đó là Lưu Thiện cũng cảm thấy là mình phải có một cái động thái gì đó nhiều hơn. Nhưng ngược trở lại là Khổng Minh thì lúc đó lại rất là ung dung, rất là tự tại. Lúc đó thì Khổng Minh ở nhà để chăm con cá. Thế thì quan viên trong triều mới cảm thấy rất là khó hiểu là tại sao Khổng Minh đứng đầu triều, chức lớn như vậy mà không đến tiết triều, lại ở nhà thì già là cớ làm sao. Thế thì toàn bộ bá quan trong triều mới tới để gặp Khổng Minh. Thì mọi người mới biết là Khổng Minh đang chăm con cá ở sau vườn. Thế thì Khổng Minh mới yêu cầu mọi người, tất cả mọi người hãy ra về, tôi đã có cái sách riêng. Và đúng lúc đó thì có một người tên là Đồng Chi tới, và Khổng Minh cũng đã nhìn được cái ý của Đồng Chi, là đã hiểu được cái lòng của mình. Thế thì lúc đó là Đồng Chi vào và gặp Khổng Minh, thì Khổng Minh mới chia sẻ, thì Đồng Chi cũng mới nói đó là tôi đã biết là ngài đang có những cái suy tính trong công việc, và bây giờ thì đang thiếu mất một người để phụ trách cái việc là sẽ sang để thuyết phục Đông Ngô liên kết với chúng ta để chống lại 5 cánh quân mà Tào Ngụy muốn đánh. Thế thì ngay lập tức lúc đó thì Khổng Minh cũng như là cởi được cái băn khoăn ở trong lòng mình. Thì ngay lập tức là cử Đồng Chi sang bên Đông Ngô để thuyết phục Tôn Quyền cùng liên kết với mình để đánh Tào Ngụy. Thế thì câu chuyện được lật lại, ngược trở lại để chúng ta nhìn thấy đó là trong những cái giờ phút căng thẳng, trong những cái giờ phút mà mọi người đang cảm thấy lo sợ như thế, nhưng mà Khổng Minh vẫn ung dung chăm con cá. Để tại sao? Để mình sẽ có được cái giây phút tĩnh lặng, mình suy ngẫm và mình ra được nhiều những cái kế sách để đối chọn. Một trong những cách mà một vị quân sư, một trong những người mà được nhiều người yêu mến, đó là Gia Cát Lượng đã chọn một cách gọi là chăm cá để tìm ra cái câu trả lời cho những cái băn khoăn và cho những cái lo lắng trong sự nghiệp của mình. Và một trong những vĩ nhân của dân tộc Việt Nam và được rất nhiều người yêu mến, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng đã có những cái giây phút rất là thư thái, rất là thư giãn bên dòng suối, bên dòng nước và bên con cá. Điều đó diễn ra ở hai sự kiện lịch sử. Đó là vào năm 1941, người từ Trung Quốc về Việt Nam thì người cũng đã dừng chân ở Bắc Bó, Cao Bằng. Bên dưới thì có suối Lê Ninh và bên trên thì có núi Cát Mát. Đến năm 1954 thì người ở trong phủ chủ tịch có ao cá, đúng không? Và người có thời gian để chăm cá. Thế thì đặt những cái sự kiện lịch sử lại với nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy đó là những con người vĩ nhân sẽ có những cái điểm chung khi mà người ta có thời gian rảnh, đó là người ta sẽ đọc sách, người ta sẽ chăm cá, người ta sẽ ở bên cạnh dòng nước. Điều đó để phản ánh điều gì ạ? Điều đó để theo tôi chiêm nghiệm thì tôi thấy đó là đó cũng là để thời gian người ta thả mình theo dòng nước trôi đi.
để biết được là cái triết lý của nước là rất tĩnh lặng, rất sâu cùng, rất lặng lẽ, nhưng mà là sẽ thấu hiểu được tất cả mọi vật. Nước có thể ôm chùm được tất cả mọi thứ, nước có thể bao dung được cả bùn đất, nước cũng có thể chứa được cả những cái dòng trong dòng đục. Và từ những cái triết lý nhân sinh của dòng nước như vậy thì tôi nghĩ rằng những vị vĩ nhân như thế sẽ có những cái cách nhìn nó sẽ rộng ra hơn, bao trùm được nhiều những cái bối cảnh, ra được những cái chiến lược nó sẽ lớn hơn. Và khi mà những cái vị vĩ nhân ngồi bên cạnh dòng sông, đứng bên cạnh con cá thì có thể hiểu được một điều, đó là cá không thể ngừng bơi, cá luôn luôn phải bơi, con người luôn luôn phải hoạt động, trí óc luôn luôn phải hoạt động, luôn luôn phải hành động, luôn luôn phải suy ngẫm nghĩ ngợi thì mới có thể ra được những cái chiến lược hay là những cái kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Thế còn dòng nước thì có những lúc phải mạnh mẽ, có những lúc phải thăng trầm, có những lúc đổ dữ dội như thác, nhưng có những lúc cũng phải bình lặng giống như một cái vũng vậy. Thế nhưng mà ngược trở lại, nước có thể bao trùm được tất cả mọi thứ, nước cũng có thể bao dung được cả ngọn núi, nước ôm được cả một ngọn núi, nước cũng có thể làm ngập được cả một ngọn núi. Vậy thì nước bậc vĩ nhân như vậy, họ tìm đến nước, họ tìm đến con cá, họ tìm đến những cái thú vui trong cuộc sống mang một cái màu sắc rất là tĩnh lặng, rất là nhẹ nhàng, để từ đó họ có nhiều thời gian để suy ngẫm hơn. Tay tôi đây thì hiện tại bây giờ tôi đang cầm một tác phẩm mà chúng tôi đặt tên đó là Ngũ Phúc Dưỡng Ngư. Tại sao tác phẩm này lại có tên là Ngũ Phúc Dưỡng Ngư? Bởi vì trên tác phẩm quý vị nhìn thấy là có 5 em nhỏ đang vui đùa, chơi đùa bên dòng nước. Dưới dòng nước là có những con cá đang nhẹ nhàng bơi lặn ở trong dòng nước rất là thai. Và những em bé này thì đang cho những con cá ăn những cái miếng mồi để cảm thấy thư giãn hơn. Các nét mặt của em bé rất là tươi, rất là nhẹ nhàng, để tạo nên một cái khung cảnh rất là bình yên. Nếu như mà một đất nước thanh bình thì mới có thể đem lại những cái giây phút bình an, những giây phút nhẹ nhàng như này, đúng không quý vị? Đó cũng chính là một cái triết lý trong cuộc sống mà người ta có câu đó là người tài thì không sợ cùng đường, mà người có trí thì không lo thất bại. Chính vì như vậy cho nên là với cái cách tiếp cận trong công việc cũng như là cách tiếp cận trong cuộc sống, nếu như chúng ta quá vội vã để làm mọi sự, mưu cầu mọi sự nó quá là vồn vã đi, thì đôi khi dục tốc nó sẽ thành bất đạt. Nhưng nếu như chúng ta học cái triết lý của nước, học cái triết lý của con cá, đôi khi mình nặng lại một tí thôi, mình chỉ cần dừng lại giây phút để mình suy ngẫm, và mình sẽ có những cái cảm nhận về cuộc sống, suy xét thấu đáo mọi việc trước sau, thì đôi khi chúng ta sẽ ra được rất nhiều những cái ý tưởng rất là hay. Và đặc biệt là trong công việc của tranh gỗ Bùi Gia thì chúng tôi lại càng cần nhiều những cái thời gian để suy ngẫm về những cái mẫu mã, và đặc biệt là ra những cái tác phẩm làm sao ngày càng nhiều những cái hàm lượng về sự sáng tạo chất xám ở bên trong, và ngày càng nâng cao tay nghề để phục vụ với khách hàng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị một trong những cái tác phẩm mà theo tôi cảm nhận nó có rất nhiều những cái tính chất suy ngẫm ở bên trong cùng với quý vị. Và cảm ơn quý vị đã dành nhiều thời gian cho tranh gỗ Bùi Gia, và xin vui lòng đăng ký hoặc là bấm vào nút chuông để có những cái chương trình mới quý vị sẽ xem được ngay lập tức. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị. Tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.